Dạ vâng, chào các bác ạ, là Nam Thành Ô Tô. Thì ngày 20 tháng 10 tới đây, VinFast chính thức mở bán xe điện VinFast VF6. Đấy, thời gian đặt cọc sẽ là từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023. Thì hiện tại thì VinFast Bình Bảo Minh chúng em Thành Ô Tô đây thì cũng tổ chức cái chương trình gọi là mở bán xe điện VinFast VF6 tại đại lý VinFast Bình Bảo Minh. Thì các bác nào có nhu cầu quan tâm hay là muốn tham gia thì có thể ghé qua showroom VinFast Bình Bảo Minh của Thành Ô Tô. Thì dòng xe điện VinFast VF6 thì hiện tại đang có mức giá như sau. Thuê pin sẽ là 675 triệu các bác nhé, đối với bản Eco, và bản Plus sẽ là 765 triệu. Ưu đãi đặt cọc sẽ được trừ 20 triệu vào giá các bác nhé. Đây là cái chương trình đặt cọc tiên phong đối với lại chiếc VinFast VF6. Mức giá thuê pin sẽ là 1.800.000 đồng trên một tháng cho gói thuê pin là 1.500 km. Còn nếu chúng ta muốn mua pin thì sẽ là thêm 90 triệu nữa vào giá xe nữa thôi. Đấy, nên là nếu như mà với chiếc VinFast VF6 này thì chúng ta sẽ lên là mua pin hơn các bác nhé, nên là mua pin hơn. Đấy, VinFast VF6 thì hiện tại sẽ được bảo hành 7 năm về xe và bảo hành về pin sẽ là 8 năm các bác nhé. Đấy, nên là các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những cái dòng xe điện VinFast VF6 hay tất cả những cái dòng xe điện của VinFast đây thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131. Đây là số điện thoại mới của em Thành Ô Tô. Ngoài ra các bác có thể liên hệ qua số điện thoại hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Còn bây giờ thì có lẽ em Thành Ô Tô xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh YouTube của em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Và các bác nào muốn nhanh tay nhận được ngay chiếc xe VinFast VF6 đầu tiên trên cả nước thì hãy liên hệ ngay với em Thành Ô Tô ngay từ bây giờ nhé. Còn bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại.